Hello mọi người, và hiện tại thì Huy đang có mặt tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay thì lại tiếp tục bàn giao dàn âm thanh. Hôm nay thì sẽ là một cấu hình âm thanh mới ha. Bây giờ Huy đang có mặt ở đây rồi và đợi xe tải xuống là sẽ vô nhà hành khách và bàn giao. Thì mọi người cùng theo Huy nhé, theo Huy để xem cái cấu hình mà hôm nay Huy sẽ lắp đặt cho anh khách hàng ở tại Cai Lậy, Tiền Giang là cấu hình như thế nào ha. Sau một hồi vật lộn với nó là hàng bây giờ đã chuyển được vô hết rồi. Đây là cấu hình dàn máy mọi người. Cấu hình dàn máy thì bộ này hình như là rất là quen thuộc. Một cái bàn mixer CM1000 cao cấp. Một bộ quản lý nguồn điện ITA8. Một bộ mic ITA800. Và bộ xử lý 260. Và vẫn là hai cục đẩy. Đẩy Cora K10 Plus đánh full và cục đẩy 2500 Plus đánh súc. Thì đây như mọi người thấy đây là có tủ máy nhập này, tủ máy nhập của China, nó có cái bàn chống bên này rất là đẹp đó. Cấu hình loa, bộ loa thì một cặp súp hầm đơn 50 Sequin Vega, cái súp này là từ 280 và côn 125. Và đây là loa hỏa tiễn đời mới 2020, hai bát 40 và hai chép đồng bộ là loa neo hết toàn bộ. Thì như bộ này mọi người thấy là nó cũng tương đối cao, là do là bản thân cái súp này là khá là cao rồi, Huy còn cho thêm một cái bánh xe cao lên nữa, thế thành ra là nhìn để cái loa trên thành nó cao lên một khúc này đó. Và bộ này thì còn kèm theo một cặp loa monitor của Nestle PS15. Thì bộ này thì bây giờ thì Huy sẽ trực tiếp setup và sẽ set theo hai chế độ, một là dùng loa này để làm monitor và hai là sử dụng loa này để làm cái loa full chính của mình luôn. Thì tùy theo đám, ví dụ đám nào mà cần làm monitor thì chuyển qua chế độ monitor, mà cần làm loa chính thì sẽ chuyển qua loa chính. Rồi, bây giờ cắn dây và setup. Thì đẩy này là 4 kênh, thì cứ 2 kênh là mình đánh loa hỏa tiễn và 2 kênh còn lại đánh loa monitor. Ok. Đây ok, dây này thì Huy sẽ tách ra đánh súc. À, một đầu đánh súc và một đầu đánh loa hỏa tiễn. Ở đây thì Huy có 4 cái dây. Hai cái dây bốn ruột đây ạ. Hai cái dây bốn ruột như thế này và còn lại hai cái dây hai ruột đây. Đây là hai cái thì mình sẽ sử dụng hai cái dây bốn ruột này để vừa đánh súc và vừa đánh loa hỏa tiễn, thì để mình có thể tách được cái loa qua hai bên, tức là một dây này thì sẽ một đầu chạy hỏa tiễn và một đầu chạy súc. Như vậy là mình sẽ tách được vế loa ra hai bên, đúng không ạ? Đây, giờ lấy hai đầu của hai dây ghim qua. Thì bây giờ thì Huy sẽ lấy màu đỏ làm súc nhé. Thực chất là mình lấy màu nào cũng được, nhưng mà Huy thường thường hay lấy màu đỏ. Rồi màu xanh thì sẽ đánh loa full đây. Ok, ghim vô cái loa hỏa tiễn thì ghim lỗ nào cũng được, màu đỏ ghim súc. Ok, như vậy là xong một bên. Và bên kia thì cũng tương tự như vậy thôi. Đây, màu xanh cũng ghim vô loa hỏa tiễn và màu đỏ ghim súc. Rồi ok, như vậy là xong cái phần loa chính nha. Bây giờ phần monitor thì hai cái dây hai ruột kia thì sẽ ghim vô hai chiếc loa monitor cơ động. Ok, bây giờ thì mọi người đợi Huy setup nhá. Setup thử xem cấu hình dàn máy mới với cấu hình dàn loa mới luôn, có monitor xem chất âm như thế nào ha. Thì là 1 2 4 5 6 lên. Thì 1 2 lên. 456 lên. 456 một đi lên. 456 lên.
chào em lúc hôn ơi. Và anh biết em sẽ quên em, nhưng mà tình này là hiếp dương tặng em. Và anh biết chẳng tìm em có, để có ai kia đâu chỉ dương tặng. Và anh sẽ không trách em nữa, rồi thì anh chẳng trách. Bên này là đầu ra. Thế là từ lai mic nó vô. Từ lai mic sẽ vô bên này và sẽ ra bên này, đúng không ạ? Thì đương nhiên đầu vô anh phải mở thì đầu ra mới có. Anh mở reverb và echo lên tầm 1 giờ như thế này, đúng không? Đầu ra, reverb đây. 456 echo. Đó. Đây mở thứ hai. Hai nút này là tắt mở. Mở reverb đây. Mở echo. Mình muốn cái tiếng hay thì mình phải căn được cái bằng cái sound nó tốt. Còn nếu như cắt hết cái tiếng này, cắt hết cái tiếng gió này thì nó không còn độ hay, không còn độ bay của cái mic nữa, đồng nghĩa với lại nó không muốn. Cảm ơn anh Hiếu nhé, đã ủng hộ bên em. Cái này một chút quà nhỏ gửi anh ra độc lấy may mắn làm ăn nhé. Chúc anh nhiều sức khỏe và luôn đắt xô. Thì cái bộ này ấy, thì cứ làm, ví dụ cần hỗ trợ thì gọi bên em, gọi số chú 10. Anh có số chú 10 chứ? Đây này, đây có số chú 10 này, số đầu tiên ấy, thì gọi chú 10 hỗ trợ bằng Zalo, bằng hình ảnh. Nếu như hỗ trợ bằng hình ảnh không được, bị lỗi gì thì bên em sẽ cho người xuống kiểm tra lại cho anh. Thôi cảm ơn anh ha. Dạ. Công ty cũng làm ăn phát tài ha. Ok rồi, cảm ơn anh nhé. Đâu có tiếng đâu. Không nói 1 2 3 vô mới ra tiếng. Thôi ra 1 2 3 vô. Rồi giờ ra tiếng luôn rồi ạ. Kêu về dạ. Thôi dạ. Vậy thì dạ. Em mời hai anh nhé. Cạn ly mới đi nha. Ok, cạn ly nhá. Anh em ta là cạn ly này. Dạ. Rồi ok, em chào anh. Em chúc với anh. Anh đúng rồi. Dạ, con cảm ơn cô nhá. Dạ. Thôi cái này thì trong quá trình làm như em nói, có vấn đề gì mà cần hỗ trợ thì cứ gọi bên em. Em sẽ liên hệ. Dạ, ok.